Nói về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ á, thì nó cũng có nhiều loại hình về phẫu thuật thẩm mỹ lắm, mà mình có thể chia làm hai hai nhóm là phẫu thuật tạo hình trên khuôn mặt và phẫu thuật tạo hình trên body. Hello, hello. Xin chào các bạn. Hôm nay Ngọc Anh rất là vui luôn được mời tới bác sĩ Huỳnh Vi Hồng Ngân. Chào Xin mừng bác sĩ chào. Huỳnh Vi Hồng Ngân tới với thẩm mỹ Ngọc Anh trên Phú Quốc. Và chào mừng bác sĩ một lần đầu tiên mà bác sĩ quay đến Phú Quốc thì bác sĩ cảm nhận thế nào về không khí này, cái nắng này và cái gió của biển ở Phú Quốc? Nói chung là ra Phú Quốc này cũng vài được vài lần thì cái ở đây là cái môi trường mà gọi là môi trường nghỉ dưỡng rất là ok, không có ai mà có ý định đi du lịch hay này kia thì ở đây là một môi trường cực kỳ tốt của Việt Nam mình rồi đó. Bây giờ mình cũng đã đi từng đi du lịch ở nhiều nơi nhưng mà thấy ở cái bãi biển Phú Quốc này quá đẹp. OK, xin cảm ơn bác sĩ. Hôm nay thì Ngọc Anh vui mừng được chia sẻ với bạn. Xin thưa các bạn, đây là bác sĩ Huy Vân, là một chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình. Bác sĩ hiện tại đang công tác tại Viện Thẩm mỹ Việt Pháp, là một chuyên gia về phẫu thuật mỹ. Thì Ngọc Anh biết là bác sĩ đã có rất nhiều năm kinh nghiệm về giải phẫu thuật mỹ và đã giúp cho rất nhiều chị em phụ nữ trở nên trẻ đẹp hơn này, hạnh phúc hơn này, và các chị em tự tin tỏa sáng khi mà tới mấy những phòng giải phẫu thuật mỹ của bác sĩ Huỳnh Vi Hồng Ngân. Và hôm nay thì thẩm mỹ viên Ngọc Anh cùng với Ngọc Anh rất là vui mừng để chào đón bác sĩ Ân về để chia sẻ và tư vấn, và đặc biệt là sẽ có rất nhiều ca về phẫu thuật thẩm mỹ, cắt treo chân mày này, các bạn có thể làm mọc lông tiền này, rồi chúng ta có thể làm mũi này, đúng không? Chỗ này mũi thì bác sĩ Ân có thể chia sẻ về một số những kiến thức, về số những cái cách mà bác sĩ Ân đã giúp cho các chị em trở nên trẻ đẹp trong thời gian vừa qua. Xin mời bác sĩ Ân ạ. Nói về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ á, thì nó cũng có nhiều loại hình về phẫu thuật thẩm mỹ lắm, mà mình có thể chia làm hai nhóm là phẫu thuật tạo hình trên khuôn mặt và phẫu thuật tạo hình trên body. Thì phẫu thuật trên khuôn mặt á, thì cũng có nhiều nhiều cái loại hình về mắt, mũi, môi, cằm, rồi căng da, rồi sử dụng về những cái can thiệp nhẹ như là tiêm botox, tiêm filler để cải thiện về nếp nhăn và độ căng da. Thì nếu mà để nói về can thiệp về phẫu thuật tạo hình á, thì nói sơ lược á, ở mắt thì có các vấn đề gì đó, rồi có treo khung mày, cắt tạo hình cho mi trên, cắt tạo hình cho mi dưới đó, để lấy mở mắt. Đó là nói chung về cái khu vực mắt. Còn đối với những khu vực mắt mà đối với những mà em mà nữ trẻ thì thường ta sẽ không làm chuyện đó, mà là có thể là nhấn mi nè, không có nếp mi, chứ không phải là vấn đề của gia trùng. Đối với người ở tuổi trung niên thì thường là xử lý vào vấn đề cung mày và xử lý da thừa, mỡ thừa của mi trên, sụp sệ cung mày. Đó là vấn đề của mắt. Còn mũi thì cũng vậy đó, mũi thì thường sẽ tập trung vào ở cái tuổi từ nữ cho đến tuổi trung niên. Bây giờ không phải là chỉ là nâng mũi đơn thuần đâu, nâng mũi mà đặt sống mũi nhân tạo này kia, đó là cái cách làm cũ truyền thống. Bây giờ thì có nhiều cách để tạo hình mũi và nó đẹp hơn nhiều so với hình thức mà đặt mũi đơn giản giống như trước đây. Đó là mình tạo hình mũi theo kiểu mũi cấu trúc. Mũi cấu trúc có thể là làm một mũi sụn tai hoặc là sụn sườn. Cằm cũng vậy, có nghĩa là cằm thì có thể là trượt cằm, cũng có thể là đặt cằm để cho kéo dài cằm đối với những trường hợp mà khuôn mặt chưa đủ dài, hoặc là những cái trường hợp mà cằm lẹm do nó thiếu thiếu cái độ nhô về phía trước, thì mình can thiệp một chỉ cần nhẹ nhàng thôi là cái sự thay đổi cục diện trên khuôn mặt nó sẽ thay đổi khá nhiều. Hay quá, tuyệt vời luôn. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Ân. Ngọc Anh có một câu muốn chia sẻ cùng các bạn, cùng bác sĩ Ân, đó gì là yêu cái đẹp là thưởng thức và tạo ra cái đẹp là nghệ thuật. Với những con người có chuyên môn giống như Ngọc Anh cùng bác sĩ Ân thì đã luôn luôn mong muốn tìm ra những cái giải pháp công nghệ và sản phẩm mới có thể giúp cho khách hàng thay đổi được hoàn toàn. Ngày trước thì chúng ta cứ nghĩ là làm mũi là làm chung chung như thế nào, nhưng bây giờ có rất nhiều loại mũi để chúng ta chọn, ví dụ như là các bạn làm sung mũi của Hàn Quốc, làm mũi S-line, đúng không? Các bạn có thể làm mũi S-line, mũi cấu trúc. Thì ba loại mũi cắt lai cấu trúc nó khác nhau ở cái gì đó thì chút nữa thôi thì bác sĩ Ân sẽ chia sẻ với các bạn. Ngọc Anh biết là các bạn niềm vui của chị em là làm đẹp, đúng không? Các bạn mong muốn là có một cái nét đẹp bình dị đáng yêu nhưng phải sắc sảo, nó phải giúp cho khuôn mặt chúng ta trở nên nổi tông lên và trở nên người đẹp nhất, đúng không? Đẹp nhất trên mắt chính người chồng của mình, gia đình của mình và bạn bè của mình, và các bạn tự tin tỏa sáng, đúng không ạ? Thì đây là một trong những bước mà Ngọc Anh muốn chia sẻ cùng các bạn. Bác sĩ Ân có rất nhiều năm về kinh nghiệm trong giải phẫu thẩm mỹ, có thể tư vấn cho các bạn từ online nhé, tư vấn các bạn từ online này, và có thể tư vấn các bạn từ offline. Khi các bạn xem video này thì các bạn có thể inbox hoặc chia sẻ cho bạn bè nhé. Bạn bè và người nhà mình muốn tìm về những phương pháp giải phẫu thẩm mỹ an toàn nhất và giúp cho bạn thay đổi được hoàn toàn khuôn mặt của mình, đúng không? Chúng ta có thể trẻ trung lên, một lần chúng ta căng da mặt và một lần chúng ta trẻ hóa thì giúp cho chúng ta thay đổi được hoàn toàn. Thứ nhất là nụ cười này, ánh mắt này, niềm tin để chúng ta có thể trẻ đẹp hơn, đúng không? Thế đây là một trong những bước mà anh muốn chia sẻ cùng với tất cả các bạn.
Thì bác sĩ Ân có thể chia sẻ thêm một chút xíu về mũi cấu trúc và mũi laser nó khác nhau ở điểm gì, để cho khán giả của thẩm mỹ viện Hoa Anh nhé, kênh YouTube thẩm mỹ viện Hoa Anh hiểu thêm được nữa là chúng ta cần phải lựa chọn cái sản phẩm nào tư vấn tốt nhất. Cho nên chúng ta không nên lựa chọn ngay một cái sản phẩm mà chúng ta chưa biết là sản phẩm đó cần phải làm như nào và có những bước như nào nhé. Xin bác sĩ Ân. Bác sĩ An muốn nói chia sẻ đến các bạn ở cái đặc điểm á, cái mũi đẹp không có nghĩa là cái mũi quá cao, nó đẹp là nó hài hòa với cái khuôn mặt, nó hài hòa về độ cao, độ rộng và độ dốc của mũi nữa. Thành ra để tạo hình một cái mũi đẹp thì nếu mà đứng về mặt chuyên môn nó là khá là khó, không hề đơn giản là chỉ là gọt cái sóng mũi bằng chất liệu rồi đặt vô cái là nó đẹp, không phải vậy đâu. Và một đó nó còn tùy thuộc vào chất liệu bác sĩ sử dụng nè và ốc thẩm mỹ của từng người nữa. Chia sẻ thêm về vấn đề về về căng da mặt khi mà Ngọc Anh mới vừa đề cập tới vấn đề căng da mặt. Thông thường ở phụ nữ ở cái tuổi mà trên 35 rồi á, bắt đầu da nó chùng xệ nè. Thông thường cái quan niệm của phụ nữ Việt Nam mình đó là quan niệm xưa giờ á, Mình cái tuổi đó thì mình phải chấp nhận như vậy rồi. Cái da của mình nó phải nhăn nheo. mặt của mình nó phải sụp xệ ra, cái điều đó là cái điều phải chấp nhận thôi. Nhưng không phải, điều đó thay đổi được hết. Ngày xưa người ta nghĩ căng da mặt là một vấn đề gì đó quá to tát, ghê gớm lắm, mà không phải đâu. Có nghĩa là bây giờ công nghệ căng da mặt á nó nhẹ nhàng cực kỳ, thậm chí là căng da mặt với kỹ thuật căng da mặt nội soi bây giờ là không thấy dấu vết gì, bác sĩ chỉ can thiệp khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Như vừa đây tôi xin chia sẻ thì đúng sự là khi mà người phụ nữ chúng ta bắt đầu xuất hiện lão hóa da từ 30 tuổi trở lên, làm thế nào để làn da chúng ta có thể trẻ đẹp hơn và giúp cho da các bạn trở nên trắng sáng đẹp hơn, thì Ngọc Anh là một chuyên gia về laser thẩm mỹ, mình am hiểu được, mình hiểu được là nỗi lo và nỗi đau của khách hàng. Thế thì phẫu thuật thẩm mỹ là một điều mà chúng bạn luôn luôn mong muốn để có thể trẻ hóa hơn, giúp chúng ta có thể trẻ ra từ 5 tới 10 tuổi, khi các bạn có thể là cắt treo khung mày này, cắt mí mắt này và lấy mới mắt, hay là các bạn có thể làm tất cả những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Thì Ngọc Anh cùng với chuyên gia của mình luôn luôn mong muốn tìm tới những giải pháp tốt nhất để có thể giúp cho các bạn thay đổi. Chỉ cần các bạn an tâm đặt lòng tin tới với thẩm viên Oanh nhé. Chỉ cần các bạn đặt lòng tin tới với thẩm viên Oanh thì bác sĩ, tất cả những bộ phận chuyên môn như bác sĩ, y sĩ của thẩm viên Oanh sẽ chăm sóc và phục vụ cho các bạn có được nhiều cái niềm vui hơn nữa. Đây là một trong những bước mà anh muốn chia sẻ cho tất cả các bạn đúng không ạ? Bác sĩ Ân có thể chia sẻ thêm là khi mà chúng ta làm phẫu thuật thẩm mỹ thì có thời gian kiêng cữ, chúng ta mất thời gian khoảng bao nhiêu lâu nhỉ? Thời gian mà nghỉ dưỡng và kiêng cữ á, nó tùy thuộc vào loại hình phẫu thuật. Ví dụ như cắt treo khung mày hay là xử lý mí trên mí dưới hoặc là căng da mặt, thời gian nghỉ dưỡng cũng chỉ là 1 tuần đến 10 ngày là cắt chỉ. Còn đối với mũi thì từ 10 đến 14 ngày là cắt chỉ, tùy theo cái cơ địa của từng người, cái độ lành vết thương của từng người. Ok, như vậy thì các bạn đã hiểu được. Vừa rồi thì Ngọc Anh cùng với bác sĩ Ân cũng đã chia sẻ với các bạn hiểu được cái tổng quan khi mà chúng ta hiểu thêm về một số loại hình phẫu thuật thẩm mỹ để chúng ta có thể thay đổi được hoàn toàn khuôn mặt chúng ta đúng không? Ngọc Anh rất là mong muốn là các bạn hãy inbox nhá, hãy chia sẻ inbox và các bạn có thể đặt lòng tin tới với thẩm viên Ngọc Anh, tới bác sĩ Huỳnh Vy Hồng Ân để có thể giúp cho các bạn trở nên trẻ đẹp hơn này, hạnh phúc hơn này. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Chết à.